Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì sáng giờ lu bu quá mọi người à, công việc cũng khá là nhiều trong ngày hôm nay của mình. Tại vì do ngày hôm qua mình bận đi đám á, rồi không có nhà để mà lo cho tụi nó được. Bữa nay thì mình phải bắt buộc mình phải là hút cặn đồ sau khi mà mình soạn mấy cái cặp cá mà mình chuẩn bị giao cho người ta đó, giao cho một bạn ở Bình Dương. Thì mình phải hút cặn toàn bộ những cái hồ cá mà đang trong góc này, xử lý sơ cho tụi nó, vệ sinh đó cho tụi nó, phòng bệnh. Do là dạo gần đây á là thời tiết nó cũng khó chịu tí, ban ngày nắng quá nắng, mắc nắng nắng mắc mắc tắt nắng tắt nắng à, 11 12 giờ rồi, 10 giờ mấy rồi mà các bạn thấy là tắt nắng rồi đó. Hồi sáng này nắng kinh lắm, nắng nóng chang chát luôn ạ. Thì đang ngâm bo bo đằng mà chuẩn bị cho tụi nó ăn, cho tụi cá beta ăn rồi ha, xử lý trùng chỉ rồi xong hết cho beta ăn, cập nhật beta rồi xong rồi. Một chút xíu thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ show cá, show những cái cặp cá mà mình chuẩn bị giao cho mọi người, cho các bạn ở Bình Dương cho mọi người xem. Rồi mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người một chút xíu cái những cái cách thả cá cơ bản mà mình thường hay dùng, thả cá mới đem về, thả cá mới mua về. Nói rõ ràng ra luôn, nhiều khi có nhiều bạn nhỏ xem á, mấy bạn đó không có nắm được. Thả cá mới vừa đem về vô hồ mới rồi á, mình có tầm khoảng hai cách cơ bản nhất mà các bạn có thể áp dụng. Một cách là hiệu quả cho dòng mắt đen, và một cách triệt để hơn, hiệu quả nhất cho cả dòng mắt đen lẫn dòng mắt đỏ. Các bạn xem, nếu mà các bạn xem tham khảo, nếu mà bạn thấy cái cách nào phù hợp với mình đó thì cứ việc áp dụng nha. Tại vì là những cái cách này mình đã trải qua rất là nhiều, nói thẳng ra là mình đã trải qua rất là nhiều và mình áp dụng rất là nhiều tới nỗi mà mình chán luôn rồi đó. Và xác suất thành công cực kỳ cao luôn đó, hầu như là 100% ha. Cho nên là mình đem ra thì chắc chắn nếu bạn làm theo mà ngon lành rồi á thì sẽ thành công ha. Thì trước tiên thì để mình dẫn mọi người đi cập nhật cái bài cá beta cái hả. Hôm bữa mình có cái con mái cá beta đó mọi người, mình thấy con mái nó bụng bự rồi. Cái con mái này nè, con mái đẹp lắm, thấy bụng bự rồi, tính đem ra là để nó nè, con mái này nè, ấy chạy rồi, cho ăn no rồi làm biến nổi ha. Con này nè bạn, con này nè, không phải con này, con khác, con này nè, đâu rồi ta, không phải con đó, con mái đẹp lắm. Mình thấy cái bụng nó căng, dự định là đem ra nuôi vài ngày để cho nó ngon lên ha, nó căng dữ nữa rồi mình mới ép, đem ra dưỡng vài ngày rồi ép. Mà xui có một cái là cái hũ mà mình thả con cá mái đó lại đã có một con cá trống rồi. Do là con cá trống nó là màu đen, mà cái hũ màu đen nữa, mình nhìn sơ đó, mình cũng không có để ý. Mình cũng không có để ý được. Nè nè, con mái này nè chứ. Nè nó chạy nè, nó nè. Nó nè, đẻ rồi. À, correct ha. Vậy nên là ép nó đó. Nè, con ổ trứng nó bên đây nè. Trong đây là đã có con trống sẵn rồi, nhưng mà con trống cái nền đen nhìn sơ đâu thấy đâu mọi người, không có thấy được đó. Thành ra là cuối cùng là thả vô đây đẻ luôn, vẽ kế hoạch ha. Thôi kệ, thả đẻ để nuôi luôn chứ giờ làm sao. Này con trống nè, trống cũng correct luôn, nền đen ha, cũng ổ đó, này cũng sắp nở, chuẩn bị nở rồi đó, thấy nó cũng tượng cá con rồi. Tụi này ăn nhanh quá, mới thả cho nó cục trùng bự lắm, nó ăn hết rồi. Tụi này là correct con rồi. Hồi sáng này cũng có thể nói là đang cứu một con cá trống cha, con trống giống, ép mới ép lần đầu tiên thôi mọi người, mà nó chăm con hết sạch rồi, mà nó đuối rồi, nó chầm bẹp rồi. Lần này là mình gặp cái trường hợp đó là hai lần rồi. Lần thứ nhất mình cứu được, không biết lần này sẽ như thế nào ha. Nó chầm bẹp rồi, nó nằm đáy luôn, lật ngang nằm dưới đáy luôn, nằm dưới đáy và thở thôi. Rồi mình mới bắt nó ra, mình mới hạ nước cá con xuống ha. Thế là làm mẹ bất đắc dĩ cho một đàn cá con nữa. Để chút xíu có thời gian thì mình sẽ cập nhật, nếu không thì mình sẽ cập nhật cho bạn vào cái video sau.
nha. Bây giờ thì mình xô cá trước. Đây, đây là cái bộ hơi thiếu anh, nước này nó hơi đục tí do là nước mới luôn. Bộ rồng window, ba cặp rồng window, cá rất là tơ. Thì cái bộ này là mới chầm tầm 2 tháng tuổi rồi, 2 tháng tuổi thôi các bạn xem. Cá mái chưa ôm gì hết, chưa ôm trứng chưa hả? Ha, size còn rất là nhỏ. Size còn rất là nhỏ. Đó. Chừng 2 tháng, 2 tháng cứng, có thể là ngoài 2 tháng tuổi một tí là tầm 2 tháng 10, 2 tháng 7 ngày. Tầm đó. Đó, bộ tia rất là ok. Bên đây. Bên đây là bộ rồng Thái, nhìn ngon xịn sò hơn bộ rồng Indo rất là nhiều. Mình cũng thú nhận là cái bộ rồng Thái mình, cái bộ tia, cái bộ đuôi nó ngon hơn bộ rồng Indo. Ngay cả bộ mái, cái bộ sắc phin của nó cũng dữ hơn bộ rồng Indo. Đó. Thì mình tặng hai cặp, hai cặp thì mình tặng thêm một con trống gen. À, tặng thêm bằng đó một con trống gen. Đó. Thì sẵn mình cũng sẽ chia sẻ mấy cái cách thả cá của mình cho mọi người luôn. Mình nghĩ là chắc các bạn cũng đã, cái mùa này cá giảm giá rất là nhiều. Ai cũng đua nhau giảm giá để mà ra cá hết. Cho nên là để mình chuyển qua góc này lấy cái ánh sáng. Lấy cái ánh sáng đẹp quay cá cho nó đã. Hơi cá tí. Qua đây đi, ngồi phơi nắng với mọi người luôn nè. Trời lớn luôn. Đó. Thì mình có hai cách. Cách thứ nhất thì có thể là áp dụng tốt cho cái dòng cá mắt đen. Cái cách thứ hai thì áp dụng tốt cho cả dòng mắt đen lẫn dòng mắt đỏ. Ha, áp dụng tốt cho cả dòng mắt đen lẫn dòng mắt đỏ là cách thứ hai. Nhưng mà cái cách thứ nhất thì dễ dàng hơn. Ha, áp dụng cho dòng mắt đen này xác suất thành công tương đối là cao. Còn cái cách thứ hai nó sẽ tuyệt đối. Ha, dành cho những bạn mà có thời gian, đủ kiên nhẫn. Cách 1 là dành cho những bạn mà không đủ kiên nhẫn. Trước khi bắt cá về, trước khi mà đem cá về thì các bạn phải chuẩn bị hồ trước cho mình. Chuẩn bị một cái hồ rộng một tí. À, các bạn có thể là tính cái thể tích. Tính cái thể tích thì các bạn có thể là 4 lít nước cho một con cá. Ha, dựa theo số lượng cá các bạn bắt về. 4 lít cho một con. Ha, tại sao mà nhốt rộng như vậy? Tại vì cá đem về nó mệt, nó bị stress, dễ bị stress lắm, cho nên là thả cái chỗ rộng á thì nó sẽ thích nghi tốt hơn, nó không bị stress ha. Nó sẽ hạ bớt cái độ stress của con cá xuống. À, cái hồ với cái thể tích, có cái hồ với cái thể tích như vậy rồi thì các bạn sẽ phải chứa nước trước cho mình tầm khoảng 2 ngày cho pH nó ổn định ha. Tại sao chắc các bạn cũng mình cũng đã nói cái chuyện mà pH như thế nào mới gọi là ổn định cho mọi người rồi. Ở những cái video trước đây cũng khá là lâu. Các bạn có thể vào trang của mình vào lục xem lại. Ừ. Đó là hãy chứa tầm khoảng 2 đến 3 ngày vậy đó. Rồi cá về, các bạn cho cả bọc cá vào ha, cho tất cả những cái bọc cá vào cái hồ mà bạn muốn nhốt cá. Các bạn ngâm tầm khoảng 10 đến 15 phút, có thể là ngâm nửa tiếng đồng hồ luôn cũng được, không sao. Sau đó các bạn sẽ thả cá ra. Nếu các bạn có chuẩn bị sủi oxy á, thì các bạn mở sủi nhẹ, mở cây sủi nhẹ. Rồi đợi đến khi mà con cá nó bơi lội ha, khi mà thả cá ra thì chắc chắn nó sẽ núp gốc, hoặc là nó sẽ nằm đáy ra thường ha, nó tung. Do là nó căng thẳng á, cho nên là các bạn sẽ phải chờ cho nó bơi lội lại như vậy. Bơi lội như vậy, đàng hoàng như vậy hết ha, bơi nhẹ nhàng như vậy. Khi mà mới vớt cá ra bơi lại, đừng có nằm gốc, bơi bình thường. Đồ lại á, cử chỉ con cá nó bình thường lại thì mọi người hãy cho ăn. Và cho ăn những cái loại mà thức ăn mà có thể nói là dễ tiêu một chút xíu. Thì mình có gợi ý cho mọi người luôn là Atomy up hoặc là bo bo tươi. Ha, hạn chế ăn đồ đông lạnh. Thì hai cái cho ăn lần đầu tiên á, thì
cách khi mà bạn thả cá mình nghĩ chắc tầm khoảng 3-4 tiếng gì sau đó, hoặc là một ngày, nhưng mà đi lâu chắc tầm khoảng 3-4 tiếng là được rồi, cá nó cũng đói rồi, cho ăn ít thôi nha. Rồi lượng thức ăn của mình sẽ tăng dần ha, lượng thức ăn mình sẽ tăng dần. Tại sao cho ăn ít? Tại vì là tránh cái trường hợp con cá nó bị sình bụng. Nó đói quá rồi, nó ăn một lần quá nhiều, nó bị sình bụng ha. Đó là cách thứ nhất, thả cá trực tiếp ra hồ luôn. Khi mà cho làm quen nhiệt độ là các bạn phải chuẩn bị hồ trước và chuẩn bị nước trước, để mà cái nước nó ổn định pH rồi mọi người hãy thả. Cách thứ hai là bạn cũng phải chuẩn bị hồ trước, chuẩn bị nước trước, nhưng mà các bạn cần phải chuẩn bị thêm những cái khay nhựa nhỏ ha. Các bạn có thể sử dụng như mình là những cái thấu tròn, hoặc là mua những cái khay nhựa tầm khoảng 10-20 ngàn vậy đó. Các bạn thả cá ra sử dụng nước trong cái bịch cá luôn, do là thả cá trực tiếp ra khay đó luôn cho nên sử dụng nước trực tiếp luôn, cho nên mọi người khỏi cần cho làm quen nhiệt độ gì hết. Cái việc về mở bịch thả ra ngoài khay đó nhốt riêng thì một khay nhốt vậy tầm khoảng 4-5 con vậy đó là được rồi. Nếu mà thiếu nước thì các bạn có việc là nghiêng khay ha, các bạn có thể là nghiêng khay, nghiêng một đầu khay đặng cho nước nó dồn về đầu bên kia, rồi các bạn bắt đầu các bạn cho con cá nghỉ ha. Cũng phải cho con cá nghỉ một chút xíu, 2-3 tiếng vậy đó. Rồi mọi người hãy chăm cho các bạn có thể là cho ăn một tí, cho nghỉ thêm 2-3 tiếng nữa, rồi mọi người bắt đầu là mọi người nhỏ giọt, thuần theo kiểu nhỏ giọt như vậy à, thuần theo kiểu nhỏ giọt như vậy. Thì lúc đó thì các bạn sẽ làm như vậy tầm khoảng 2-3 ngày là cái khay nước của bạn đã đầy đúng không? 2-3 ngày khay nước đã đầy rồi thì các bạn đem cái khay đó bạn thả ra vô trong cái hồ nước các bạn đã chuẩn bị trước là ok. Nếu mà kỹ nữa thì bạn cứ việc đem cái khay các bạn nhúng vô trong hồ nước, rồi các bạn tiếp tục các bạn châm nước vô khay, châm nước cho đến khi nào mà nước tràn ra khỏi khay, châm hoài cho nó không làm tràn. 7 ngày sau, cứ việc làm như vậy 7 ngày thì các bạn thả cá ra ok nhất luôn, xịn sò con cò luôn ha, tuyệt đối nha. Cái đó là cái cách thuần nước tuyệt đối sẽ thành công. Trong quá trình thuần nước của mọi người á, trong quá trình mà thả cá của mọi người thì cần phải có sự kiên nhẫn một tí. Ai mà không kiên nhẫn thì cứ việc áp dụng cái cách thứ nhất. Ai mà đủ kiên nhẫn để chơi cá cảnh rồi á, thì mọi người cứ việc áp dụng cách thứ hai. Trong quá trình mà thả như vậy, các bạn có thể là hút cặn nhưng mà không cần châm vô, hoặc là khi mà cái quá trình mà thả quá lâu á, cái cách thứ hai á, quá trình thả tương đối lâu một tí, cho nên là hút bạn cặn mà các bạn không cần phải châm nước, bù liền nước, lượng nước liền. Các bạn cứ việc nhỏ giọt tới vậy cho mình, cứ việc hút rồi cho nó nhỏ giọt tới, nó đầy lên hút vậy đi. Rồi bạn thả sau 7 ngày bạn thả cá. Thì khi mà bạn thả cá ra hồ mới thì các bạn cho một tí muối nha. Cho một tí muối vô cái hồ mới để mà kiểm soát cái lượng khuẩn, cái lượng nấm bệnh có cho sẵn hồ, phải kiểm soát nó, lúc đó thả cá mới an toàn. Thì trong vòng 2 tuần đầu mọi người ngừa bệnh thường cho mình và thăm cá thường cho mình ha. Đặc biệt là những cái lúc mà trời gió các bạn nên đẩy cá ha, lúc đó cá nó rất là dễ bị nấm. Dạo gần đây thì cá rất là dễ bị nấm trắng nha mọi người, nên cẩn thận tí. Đó là cái cách thả cá ha. Đó là những cái con cá mà mình chuẩn bị giao cho các bạn xem lại lần nữa. Do là cái nước nó hơi đục, thành ra là mình xô nó các bạn nhìn sẽ thấy không được rõ lắm, không được nét lắm. Cái điện thoại mình nó cũng hơi cùi một tí. Đó, đây, chuẩn bị giao bọn này nè mọi người. Chiều nay nếu mà không có gì mà trục trặc xảy ra thì chiều nay thì mình sẽ đóng mình giao bộ đó ha. Đây, cập nhật cho mọi người xem cái con, những con cá mái mà mình trị bệnh mấy bữa nay. Thì đây là bầy con của nó mình nhốt con thố mình nuôi nè. Đây là cái bầy con của cái bầy này, tầm 10 con ha. Còn đây là cái bầy mà mình mới vừa đem ra, nay lên đầu ngon lành cho mọi người. Hôm bữa lên lật nhớt đúng không, đem ra vài ngày là lên thôi ha. Con bầy này là đem ra là có thể nói là cái nguồn gen coi của mình cũng hơi bị dữ ha, mình phải thú nhận cái điều này.
Đếm tới đếm lui chắc chừng được hai con mít đầu thôi. Có hai con mít đầu còn như là lên đầu hết. À, và cá này là chưa được 20 ngày tuổi nữa. Chừng 2 tuần tuổi là cùng. Đây còn đây là cái bộ Wilcoin nè, đang ẩn đầu. Mấy con mà sung sung thì đang ẩn đầu, còn mấy con mà chưa có trội thì còn đang trong quá trình. Ha. Khi mà nuôi cá đầy đủ ánh sáng thì nó sẽ lên màu tươi lắm. Mình chia sẻ với mọi người hoài là vậy. Đó. Vớt mấy cái này ra bỏ. Ít ít thì được, chấp nhận được, mà nhiều thì phải xử lý ngay nha các bạn. Để cá nó chui vô trong đó rồi nó bị kẹt á, bị vướng, nó bị ngạt. À, rồi thôi vào nhà để mình tập, để mình cập nhật mấy con cá mái mình đang trị bệnh cho mọi người xem. Mình thành công được một con thì trong quá trình điều trị. Đây là những bé mái mình đang trong quá trình điều trị, thì một con nó đã hết bệnh rồi. À, con này nè, các bạn thấy này nó hết bệnh rồi đúng không? Nhà có khách thôi, ngoài trước thành rau rồi. Đây là con mái đẻ bầy con nè, nay nó hết rồi. Con này thì mình mới phát hiện sao, các bạn thấy nấm nổi ghê không, hơi bị dữ luôn á. Mình trị nó nay là được ngày này, hôm nay là được ngày thứ ba thì nấm nó bắt đầu là mình thấy là cũng có tiến triển chút đỉnh rồi đó, tiến triển chút đỉnh ha. Mái BDSH muôn mọi người, mà nói thật nha, bị nấm về cho cái đuôi nó căng, các bạn thấy cái đuôi nó căng không, các bạn thấy không, đuôi rất là căng, căng hấp muôn mà đó, nấm rất là khá là nặng. Ý là phát hiện sớm là hoàng làm không kịp đó, để bạn xem. À, bữa nay thì chắc mình sẽ vớt con máy này ra, mình sẽ hút cặn xử lý nước, nước cũng khá hơi dơ rồi ha. Đây là những con cá con mà nó ấy nè, nay 3 ngày rồi, 3 ngày rồi mình cứu chắc cứu không được. Có tật hết trơn à, mấy con này có tật hết trơn à đó. Còn đây là cái bạn cá trống, phải bỏ vô đây và sủi cho nó chèm bẹp luôn các bạn, chèm bẹp luôn. Mình đây là cái trường hợp thứ hai mà mình gặp sau cái con trống, cái con trống đâu rồi, có đây mình có nè, sau cái con trống này và con trống này mình cứu được, nó thì chắc cũng được á. Thì trong quá trình mà ấy đó, cá con nó ít sạch ra, nó không có nhiều cá con. Các bạn thấy cá con rất là ít, không có nhiều. Làm sao mà bằng cái bậy này mà coi con trống này người ta nè, các bạn thấy trống này người ta nè. Giữ con nhẹ nhàng. Ha. Đó, giữ con nhẹ nhàng nè, nó bu trên mấy con rồng nhóc ha. Mà người ta không có kiệt sức mà sao nó lại kiệt sức. Đó, khi mà gặp trường hợp như vậy thì các bạn cần phải như mình đó, thì mình phải vớt con cá trống ra, mình nhốt ở mực nước cạn rồi mình sủi oxy cho nó vài ngày, cho ăn đồ bồi bổ rồi thêm vài ngày nó tỉnh lại. Còn đối với mà cá con thì phải hạ nước xuống dưới một lóng tay, bỏ mấy cục bỏ rong rồi vô thêm cho nó có chỗ nó nằm đó, rồi bắt đầu là dưỡng. Mẹ bắt đắc dĩ của bầy này nữa rồi, nó mới vừa hơi hơi bơi ngang thôi, yếu hơn cái bầy bên kia, yếu hơn bầy bên kia, yếu hơn cái bầy hồi nãy mình quay cho mọi người xem, cái bầy này là yếu hơn bầy này ha. Đó, đây thì nè, bầy coi này của mình. Cũng đang chờ con mái này đẻ nè, mái này với lại con mái bên đây, thấy cái bụng cũng to to rồi, các bạn thấy cái bụng cũng to to rồi, không biết chừng nào đẻ, chừng nào đẻ đẻ thôi. Thôi bye bye chào tạm biệt các bạn nha. Thì hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.